Cái người ta đang nói á, mà thường cuối tuần ở đó giống vậy đó mà anh ơi, mà hay đến chỗ đó có gì, có chỗ gì? Đó có gì, cái chữ đầu tiên hồi nãy là đúng rồi đó. Nhiều không phải chữ đó, chữ kế tờ bơ là đúng. Đó. Nhiều tương tác không sai phải. Trời ơi, không biết thì đừng nói từ từ các em ơi. Không thấy gì luôn. Nhiều follow sai. Đúng. Biết đâu sẽ có người văng ra đằng sau tấm vách. Trời ơi, cái ghê vậy. Cho nên các bạn phải cân nhắc trong cái việc đưa ra đáp án của mình. Và trước khi chúng ta bắt đầu bước vào phần thi này, hãy chọn chủ đề nha. Phim điện ảnh Việt, quyển sách hay, mùa đông Hà Nội, âm nhạc, người sáng tạo nội dung, sức mạnh số, giới trẻ thích gì, học đường, sức khỏe, thể thao, điện tử. Bây giờ chủ đề đầu tiên mà các bạn chọn là chủ đề gì? Mùa đông Hà Nội. Mùa đông Hà Nội. Mùa đông Hà Nội, ở đây có ai Hà Nội không? Có cái gốc Hà Nội thế chứ. Vậy thì giới trẻ bên đây mình chọn gì? Người sáng tạo nội dung. Người sáng tạo nội dung. Cái chủ đề này đúng là nó phù hợp với giới trẻ đó. Và cái giới bớt trẻ, bên đây mình chọn chủ đề thứ hai là gì? Giới như mà trẻ mình thích bớt gì? Trẻ thôi giờ mình, à, giới trẻ mình thích cho gì? Mình trẻ lại đi. Giới trẻ đúng thích rồi. Gì? Giới trẻ thích gì? À, để mình hòa nhập đó đúng không? Đúng rồi anh. Giới trẻ thích gì? Còn các bạn? Phim điện ảnh Việt. Điện ảnh à. Phim điện ảnh Việt. Phim điện ảnh Việt đúng không? Ok. Đó là chủ đề mà các bạn đã lựa chọn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần thi đầu tiên. Đây là lượt cuối. Hãy để cho các anh chị đậm đà tuổi tác hơn thể hiện mình. Xin mời đội Để Rồi Xem. Chủ đề đầu tiên mà các bạn lựa chọn đó là mùa đông Hà Nội. Đó, nhìn lên đi. Rồi, em nhìn rồi. Thời gian bắt đầu. Nơi để mọi người đến đó tận hưởng một cái cảm giác nó nhẹ nhàng. Trung từ khóa. Ủa? Từ người. À, từ có từ người. Trời à, cái gì đó mà để thư giãn vào thường là cuối tuần. Để ở Hà Nội đó thì thường. Ôi, trùng từ quá. Trời ơi, có Hà Nội. Trùng từ quá. Chết rồi, tôi hại đồng đội tôi. Mà cái gì mà mọi người thường cuối tuần mọi người thường hay ra đó? Người trùng từ quá nữa. Cái gì mà thường hay vào cuối tuần? Phố đi bộ à? Phố đi bộ. Mà cái gì đó? Cái gì đó? Thôi, tải từ khác. Từ khác. Mưa. Hả? Mưa. Mưa. Sai. Nhưng mà phải là cái gì cũng mưa. Trời ơi. Bắn tóc đầu luôn. Hà Nội. Bình tĩnh. Sai. Bắn bể đầu luôn á trời. Nhanh lên. Cái dễ nhất là vừa mới nói luôn á, là cái đúng là cái đó rồi. Đúng là nhưng mà cái gì ở Hà Nội đặc trưng. Hà Nội trùng góp từ quá. Đặc trưng. Mưa phun. Đúng. Nói chưa đủ. Cái gì mà phải trước thêm một từ nữa. Trời mưa phun. Sai. Nó gần như giống vậy á. Trời ơi, em không có tinh thần để suy nghĩ. Cái gì mà lâu lâu lướt qua. Cái gì mà lâu lâu nó đến thôi xong rồi nó đi. Mây mưa phùn. Sao? Cái gì mà đến xong rồi nó đi. Nó trùng góp từ quá. Có chưa đi. Trời. Đến. Thời tiết mưa phùn. Sai. Ba từ thôi. Trời ơi, mọi người ơi đừng nói. Cái người ta đang nói á, mà thường cuối tuần ở đó giống vậy đó mà anh ơi, mà hay đến. Chỗ đó có gì? Có chỗ gì? Đó có gì mà nó có, nổi có nước nổi, không nó nổi tiếng có nước không có nước Hồ Gươm đó. Nhưng mà phải có cái này nữa. Đi Hồ Gươm. Sao? Người ta gọi là cái gì chứ không phải là đi. Trời đất ơi, còn từ gì là trước? Dạo Hồ Gươm. Chính xác. Ờ. Chính xác rồi. Chị mất cái mũi luôn rồi đó. Không biết cái mũi nó nằm ở đâu mà thở mọi người. Không, còn cái này nữa. Vừa đến cái là nó xẹt qua. Giống như là lâu lâu cái họ thì gọi là gì? Lên máu. Sai mà. Lên. Trời ơi. Người ta gọi là giống như vậy á. Giống cơn như là cơn mưa phùn. Không. Gì? Cơn mưa phùn. Chính xác. Ủa. Nhanh lên, sắp bây giờ nha. Sắp bây giờ. Cái gì á mà giống như là khi mà trời nó bắt đầu nó đổ xuống như vậy á, là mình phải có. Nhưng mà cái này không phải là cái đó dùng để còn che. Còn 10 giây. Nó không phải là để che mà để gọi là giữ như này nè. Trông rất quá. Cái gì mà để cho mình ấm ạ? Sai. Thì gọi là cái gì? Áo mưa. Sai. Cái cũng là cái áo ấm. Sai. Áo lạnh. Sai. Ba. Đúng luôn nhưng mà hai. Cái từ đó gọi là khoác ấm. Áo chữ gì? Hết giờ. Áo chữ nhiệt. Xuống đây, xuống đây. Áo gì? Áo giữ nhiệt. Mọi người xuống đây.
Coi dòm hai chị em nè, cái tóc trời ơi, nhìn cái tóc của chị tôi vậy. Em chưa kịp mở mắt là cái ào, em tưởng cái mũi em nó bay luôn rồi. Vậy là cái sụn nó vẫn còn y nguyên chỗ cũ, yên tâm nha. Ôi mắc cười quá. Đúng không? Mình trúng được hai từ khóa ngon lành luôn. Mời các bạn về chỗ. Trời đất ơi chị. Anh ơi em mất hồn. Tới phiên đội của mình rút kinh nghiệm của đội trước nha. Mình phải nói và diễn tả để giúp cho bạn mình đoán được nha. Hoặc là mình nói thêm với hai từ hay ba từ gì đó. Dạ. Đây là chủ đề mà các bạn đã lựa chọn. Người sáng tạo nội dung. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Có ba từ. Cái clip đó nó được. Được. Trùng sáu từ. Trời ơi trời ơi. Vui thông vậy. Chịu biêu. Ba từ. Gớt một cái rồi. Gớt một cái. Không được rồi. À tôi biết rồi. Lên xu hướng. Đúng. À... muốn được như vậy thì được, phải trùng sáu từ khóa. Muốn như vậy thì phải có nhiều gì lượt xem. Sai. Mấy từ đúng chữ đầu ba từ nhiều lượt xem. Sai. Ừ đúng rồi, đúng rồi, nhiều lượt xem lượt trùng từ khóa. Không được, áp lực quá rồi. Từ từ đổi đi được không? Nhiều lượt view. Sai. Giống vậy. Cái chữ đầu tiên hồi nãy là đúng rồi đó. Nhiều. Không phải chữ đó, chữ kế từ bên là đúng. Đồ. Nhiều tương tác. Sai. Trời ơi, không biết thì đừng nói, từ từ các em ơi. Không thấy gì luôn. Nhiều follow. Sai. Giống đó. Nhiều người theo dõi. Thoải mái đi. Giống như vậy, nhưng mà chữ khác. Chữ khác là chữ gì phải gợi ý gần gần đó chứ. Nhiều follow. Sai. Ta nói follow nào, follow hoài vậy. Tiếng Việt, nhưng mà trước cái chữ đó có một chữ khác nữa. Nhiều theo dõi. Lượt theo dõi. Chính xác. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi, từ tiếp theo. Mình có cái trang chính chủ. Ê. Mình có cái trang của mình thì để cho người ta nhận biết đó là của người nữ. Tinh xanh. Sai. Ôi, nó thật là rác mặt. Cái câu này là câu cảm thán nha. Không có cảm thán nha chương trình đó. Rác mặt. Gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Cái hồi nãy vừa nói gần đúng rồi, ba chữ. Dấu tích xanh. Đúng. Rồi. Ok. Cái này là mình đang quay ghi lại nè. Thì ngược lại với cái này nó là cái gì? Ba chữ. Phát trực tiếp. Đúng. Đúng. Hay quá. Còn từ cuối cùng là hai từ thôi. Có một cái chị ở trên vùng núi. An Đen. Google. Sai. Mới nói gì? An Đen. Đúng. Chính xác. Yeah. Yeah. Rồi. Mời các bạn qua đây. Ủa Hiển, em bị gì vậy? Bắn mày nổi da gà luôn á. Bắn nổi da gà luôn hả? Bắn em nhè con mắt luôn. Quá tuyệt vời, đội mình mới cái lượt đầu tiên thôi. Được trọn vẹn cả 5 từ khóa luôn, xin chúc mừng. Mời đội để rồi xem lên đây.